Mở đầu video hôm nay mình xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi video nha. Đây là cây nhào, một cây thuốc nam trị đau nhức. Cái nhào chín thì này chưa chín lắm, nó chín lắm mà mình ăn cái trái nó ăn cái mùi y như là xà bông, khó mà ai ăn được lắm. Rồi đó, ông nội mình ưa vú là trái già đó, hái vú vô hũ gạo cái đầu nó mềm, cái ăn chấm muối ăn chị đau lưng nhức mỏi gì đó. Anh ăn rau ôm không, cắt gì cũng rau ôm. Ừ, rau ôm trọng đâu ơi, sao hả? Đi xin vô găm hoài. Cái gì vậy? Cái gì còn sóc kìa. Ôi nè, anh Tư nó trọng lộp nhỏ nhỏ giống như mình đó hay chưa? Nó nở ra vậy nè. Cá em hấp hả? Cá hấp, sườn non kho khóm, rồi rau củ quả kho thật chay cho mẹ, canh hến rang thập tàn. Củ quả ít thôi, đừng nhiều, ăn không hết. Thôi đi nha, ăn phần đi, còn phần đó của bạn hay. Trời, ăn dưa hấu làm khúc vậy. Bữa qua ở ngoài đầu đường mình bán mặn chuông á. Qua nó bán sổ hay gì á, nguyên chiếc xe tải này, nguyên chiếc xe tải hay nó sổ xuống bọc bọc. Dính chiền ơi, dính chiền ơi vậy. Ừ. Ông Lâm ông. Ấp gừng, ấp hành à. Gừng, hành. Ở đây có ba đòn bánh tét, thì ba cái đòn bánh tét này là bánh tét giả. Hồi Tết gói cái đòn giả để trong cái bàn chân chụp hình cho đẹp. Chứ nếu mà bánh tét thiệt giờ chắc nó thúi quá nè. Đâu thúi, nó khô. Niết nó khô hết. Móc rồi chứ. Mà ai nói ăn bánh tét thiệt chứ. Không, tại quay có nhiều nhiều người hỏi á. Thì mình treo đó, nhiều khi không biết hỏi. Tại gói bằng ở trong chính giữa là bằng ống nước, ngoài là chuối. Này là ớt gừng, hành, tiêu, đường, hạt nêm, nước mắm. Rồi kho luôn. Cá hấp. Cá hấp 1 giờ thì gọi là cá hấp 1 giờ.
rồi gần chín thịt nó mềm nó bỏ nữa. Nhưng mà em bỏ khóm là thịt nó mau mềm. Trong khóm nó có cái chất axit nó làm cho thịt mau. Nước màu nè, nước mắm nè, nha mình có phụ bếp, bột ngọt nè. Ôi trời, phụ bếp này không được, mình kêu bột ngọt mà bỏ đường. Ngọt nè. Thôi nước mắm mình được rồi. Ngon lạc quá mình ơi, ăn với cơm mà lạc quá. Ăn được rồi, hồi thiếu mình chăm thêm mau mềm hơn mình chăm lần. Cá chín, thịt chưa chín. Cái này chín rồi. Thơm á. Đang quay mà hắt xì bụng miệng không kịp. Hắt xì mà làm sao cản lại được. Này bỏ khóm vô luôn ha. Khoan. Bỏ đi. Cái thằng thì to đụng mà cái đè người ta không à. Chó với chị Từ nó bị xúc dây. Dây nhỏ quá. Ở nhà không có cưa gào cho nên phải cục dây. Gấu canh chai à? Gấu canh ơi. Đổ nước hến vô, nước hến vô. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi à, gia đình mình ăn cơm. Cơm với lại món cá hấp canh hến thịt kho. Mời quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức nha. Thank you.
nào, có mở không mở? Dạ không mở. Không mở. Rồi cơm rồi. Thơm trái này hả? Miếng gà. Mẹ ngồi ở đây đi, cho anh Tiền với anh Đạt với ba ngồi bên đó. Thiếu cái đũa không? Thiếu hai đôi. Đây nè. Rồi thiếu một đôi. Này trang trí nè. Hả? Quá liệu. Lên thôi. Đây là bỏ xương. Đó bỏ chén. Có ăn cái này được mấy không? Cái mà. Hẹ cái đó hẹ. Tham lại. Biết là lại hỏi thôi. Ngon mà. Nó mềm không? Khô dao. Nói có bún rồi. Gót cơm. Heo quay nè. Cái này cũng như heo quay nữa ha. Chấm nước tương hay nước coi. Mình có keo nước tương không đó. Tôi ngoài làm sao? Người chén qua nọ ngoài gấp cho lộn cá hả? Cho mình đắng thịt ra. Cơm nó ngát à? Kỳ á. Cắn mới đúng. Cơm thử phải nhẫn nhẫn à. Đắng hả? Cái này nó đắng vậy luôn. Đỏ. Nó phải đắng. Còn tím ăn nó thuốc hả? Nó đắng dữ luôn chứ không phải là nó nhẫn. Đắng ăn mình dạ? Thuốc. Mình như là cái màu xanh đó, nó mới không đắng. Nó là màu tím ăn. Bởi vì cái tím nè, nó có vị thuốc thôi. Có hai loại. Vị thuốc hơn màu xanh. Thường thuốc nó đắng cho nên ai cũng nghĩ nó đắng là nó có vị thuốc. Với cái tím á, màu tím á, nó có vị thuốc nó tốt hơn cái màu xanh. Người ta uống là... người ta đâm người ta chế bia vô đó rồi người ta dắt người ta uống cái nước đó nó chỉ sẵn sàng á rồi ông tía nè nó hay hơn rồi ông xanh dầm dắt nước thôi mà còn chế tươi. Bia vô còn tươi hả đâm tươi vậy đó hai. Chế thôi. Bia vô dắt không cái cá mềm vô đây thôi đi nước uống nó chỉ sẵn sàng bút cái xỉn bút cái chiều đi rồi chế bia vô uống vô luôn do sẵn thẳng ba thấy có người uống khóm nè khóm mà phá bột tử chịu nổi nó chịu cái nào nó chịu à uống khóm mà phá có bị sẵn thận á thì người ta chỉ cái nào làm mấy người nào nó chịu cơ thể thì chịu cái này nhiều người thì chịu cái kia mình có bệnh ai chỉ gì làm mấy đó nó có nhiều bài thuốc á mày có gì á kẹo hay không mẹ dẹt thì đẹp quá thì đẹp mà chịu á vàng xanh đỏ tím gì đó đẹp ghê hồn cái gì nó còn được đó đúng không còn nó hiện đó nó mắc tiền nữa 7 triệu con nào ta đóng lòng nên mua vàng công nuôi mười mấy triệu cũng có 30 ngàn bạn không sườn thôi hết thì ngon quá ha thơm ngon thơm quá thôi mẹ bởi vì hai gì cũng không có hả lên cái gì nữa cái rồi cái hôm qua mới đóng hả không có lên rồi đốt mà không có chừng nó cháy hết trơn cái này mặn không mẹ nó là cứng muối à tại vì cũng cải muối á nước chắc uống cà phê tệ thích mẹ sao uống cà phê mà cười nữa nó chuyển gì vui nữa trời bác hai uống cà phê không cười bác hai khóc à miếu bác hai miếu hôm nay trong nhà không cực nhỉ ố nước đen mà mập
đẹp xuống. Dạ không cho ăn ớm quá. Lúc trước dạ cho ăn nhiều. Chị cũng được người vợ. Bây giờ còn kinh tế khó khăn quá, các bác khẩu ăn thôi ạ. Lúc trước ăn cơm ngày 3 bữa, giờ ăn ngày có 2 bữa rồi. Còn nó đỡ chứ không khói được là chết. Thuốc mà đi tự người ta thầy tự cộng luôn, tự cộng luôn. Ta thầy bóc, còn cái này mà tự mình bóc mà. Tự nó. Tính đâu uống vậy thì tốt quá. Uống nhiều tốt. Không mua gan cũng mua thận. Không bố thì ngoan, bố thì gặp. Uống vậy là nó bị lần nó tới giờ nó tẩn. Người ta thầy bóc, còn cái này gặp cô bóc. Cô bóc nó đâu có kinh nghiệm. Giờ mới giờ ăn cơm xong, giờ mình đi làm bắp rang bơ mà không phải làm mà này có sẵn cái bọc gì nè. Của đứa em nó cho mà sử dụng cái lò vi sóng. Ở đây mình không có lò vi sóng, mình sẽ bỏ vô cái nồi. Bỏ vô cái nồi mình làm. Bữa Tết tính làm cho mấy đứa nó ăn mà quên. Nó nói không biết phải đi cu la không, mà nhìn hoài không biết phải không. Nó nói để hỏi chuyện có cái gì. Nó để tủ lạnh nó bị đông lại. Nhiều đây mà nó ra nhiều lắm luôn. Học bắp bình thường. Bắp hả? Dạ. Không bắp khô. Có trộn bơ, trộn đồ trong đấy chứ. Dạ. Giờ mình rang lên cho nó nóng, chừng nào nó nổ một hai hộp mình đậy nắp lại. Rồi bắt đầu nó nổ rồi. Trời ơi. Đậy nắp lại. Nè em nó nổ nghe đã không? Hôm giờ mình bỏ vô nguyên bọc không có gan hội khát ngạt luôn, không nổ mà khát ngạt. Chắc đầy nồi luôn á. Rồi đầy nồi luôn. Sẵn làm thêm nữa. Làm nhiều nhiều đi. Sao cắt kìa? Có hai bọc mà nhiêu đó, thôi thằng không? Làm hai bọc á. Mới đầu thấy cái bọc bắp này ít hột quá, tưởng đâu là nó ra chừng chén, ai ngờ đâu có nổ ra một cái một đầy luôn, đầy nồi luôn. Đi chia cho với hai rồi ở nhà rồi với tư rồi nổ thêm hai bọc nữa đi cho bắt ngay. Chứ thấy bà nào tiếp hết không? Nổ hết còn không, còn mấy bọc nữa, còn hai bọc. Rồi xin cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video nha. Xin hẹn gặp lại mọi người vào video sau.